Úi giời ơi các bác ơi, con của em sau khi dọn xong qua đây các bác, bên kia còn tầm 10% nữa, đã dọn được 90% nha. Hôm nay mà không có thằng em nó phụ là vỡ mồm các bác ạ. Toàn ngày mai trả kho bên kia, mà hôm nay may mà có thằng em nó phụ, không thì toàn các bác ạ. Sau khi dọn xong thì em mới thấy là em nể em thật ấy. Thân cò như em 60 cân mà tha được bao nhiêu đây về thì cũng hay lắm các bác. Tính ra tầm 5 tấn ấy, hái hùng. Chả biết tha về làm gì. Ê, hại quá các bác ạ. Bác nào thương em thì mua hộ em một món về chế cháo cho gia đình xài có ý nghĩa các bác ạ. À, chế quạt à, xài cho tiết kiệm điện gia đình. Một nhà 5-6 cái quạt thì cũng đỡ tiền lắm các bác ạ. À, một tháng thì cũng đỡ được một ít. Đây cái này độc em xài 3-4 năm nay các bác. Động cơ không chổi than, thợ máy photocopy mà loại xịn nhất ấy, loại mà Mac in Japan ấy. Các bác thấy em xài đây là chỉ cái adapter này thôi, 12V của Samsung, chuyên để nói chung 12V 3A các bác, 2,5 hay 3A gì đấy em không rõ. Cái này sao nó không chạy nữa, em mở cho bác xem nha. Nó êm cực kỳ luôn các bác ạ. À, êm nha, rất là êm, chạy rất là tiết kiệm điện. Cái đằng kia cũng là không chổi than các bác. Tí em quay cho bác xem nè. Bác nào có chế cháo, chế quạt, chế gì thì chế hộ em. Sao cái con 7805 này nó nóng thế? Bây giờ kho em đầy hàng luôn. Ấy, chả hiểu tại sao. Thôi để cái này mai em mò nhá. Ở đây nó bong chóc cái này ra tí, các mai phải mò lại cho nó kỹ càng nha. Đấy bác nào, bây giờ em dọn kho mấy ngày nay, em định là dọn kho thanh lý phần 3 là hết các bác ạ. À, nhưng mà kiểu này chắc phải phần 30 ấy. Đây, chạy cực kỳ tiết kiệm các bạn. Chạy cái adapter 15A 15V của Samsung, mua 20k, chạy mấy năm nay chả thấy hư. Cứ thế chạy, chạy em cho chạy từ sáng, em mở cửa bật cầu dao phát là chạy luôn, chạy luôn, chạy cho tới khi mà em về đóng cửa tắt cầu dao nhé. Nhà mà có chừng 10 cái này thì các bác tiết kiệm biết bao nhiêu tiền nhỉ. Tháng ví dụ được 100k, năm thì mình cũng dư được 1 triệu lì xì cho con cháu. Ok, em định nghỉ nhưng mà thôi, hôm nay nhức lưng lắm, nhưng mà thôi cố gắng làm một video nữa nha. Bác nào thấy được gì lấy được thì báo hộ em nha. À, cách các bác đặt hàng đặt như thế này, các bác đừng gọi hộ em. 2 ngày nay em cái điện thoại nó không rời được em luôn ấy. Em vừa buông điện thoại bác này thì bác kia gọi, không làm ăn gì được luôn ấy. Hàng đơn thì rất nhiều, các bác gọi em rất vui ấy, nhưng mà các bác gọi như thế thì em không có lên đơn cho các bác được. Cách cách đặt hàng nha, các bác thấy món gì để ví dụ như cái em ví dụ nha, cái block máy lạnh nha, cái này vẫn chạy bình thường nha, em bao chạy nha, cắm điện 220 nha, nó vẫn có cái nguồn nha. Cái này em mua về em xài đó, em chế bơm ấy, nhưng mà cuối cùng không chạy nữa nha. Bác nào chế bơm hồ cá, sục hồ cá hay các kiểu nha, cái này nha, chạy êm ru không nghe tiếng, hàng này hàng của thằng Nhật ấy. Quay cho bác xem nha. Cái này mà mới nha, không có rẻ tiền các bác ạ. À, nặng tầm 7-8 cân. Đấy, Made in Malaysia này, hãng là hãng của Nhật. Cái này thì nè, hãng nè, Musashita nè. Cái này thì kho rất là bền các bác. Cái này các bác chế, có nhiều bác trên YouTube chế phát điện các kiểu nha. Ví dụ như các bác mua hàng ấy, ví dụ như cái này em bán là block máy lạnh nha, em thanh lý hay 250k cộng ship. 250k là tiền vốn của em các bác ạ. À, thì tiền vốn thậm chí là tiền lỗ ấy nhá, tiền tại vì em mua nó là các bác biết không,
250k hoặc là 300k gì đó em quên rồi, nhưng mà ví dụ như 300k đi cộng với tiền ship nữa các bạn, tiền ship em lấy cái này hơn trăm nữa là 400 mấy, mà giờ em bán lại cho các bác là 250k đấy, là em chỉ thu về được 250k chứ đâu có thu được tiền ship. Tiền ship thì các bác phải trả chứ. Cho nên các bác nào đặt hàng ấy cứ nhắn tin vào số điện thoại hay là nhắn tin vào Zalo, tôi mua cái blog máy lạnh 250k đấy là hết xong, ngày mai em sẽ phản hồi lại em lên đơn cho các bác nha. Cách mua là như thế, chứ các bác cứ gọi cháy máy bên em thì cũng chả cho biết được cái vấn đề gì. Tiếp tục nha, em đi từ trước ra sau, các bác xem được món gì thì lấy nha. Tất cả giá gốc, giá gốc thu vốn nha, không lấy lãi, không lấy tiền ship của các bác luôn. Đầu tiên là đống này nha, đống này thì toàn là hàng ngon hàng xịn đấy. Hàng này thì khi nó hot thì tầm 50k 60k một cái các bác. Chế quạt rất là êm nhé, 24V 2A 18W. Cái này chạy mạch xung block ấy, xung ví dụ như NE55. Thì cái cách đấu nó rất là dễ các bác. Bác nào mua về thì em gửi cho cái ảnh đấu nha. Chứ bên em không có đấu nha, một số bác bây giờ mua hai cái bảo em đấu. Công đâu mà ngồi đấy đấu các bác. Bán gói không cũng đã hết công rồi. Bán thì bán tiền vốn mà lỗ công gói. Mà bây giờ đấu cho các bác nữa thì thôi, hai cái này đấu hết 1 tiếng đồng hồ. Các bác về tự mày mò cho nó thú vị chứ. Chứ mấy cái này mà cứ bảo đấu về tôi cấp vào chạy thôi thì thôi. Các bác mua luôn cái quạt 220 xài cho nó sướng. Khỏi cần đấu điếc gì cả nha. Ok, hàng Nhật hết, Shinano Kenshi nha. Ok, cái này thì em thanh lý thì 25k một cái nha. Hôm nọ anh kêu 35k. Thôi giờ bán lỗ luôn 25k ấy. Hàng mới 25k là bác nào mua một lần 10 cái hộ em nhé. Chứ mua 1-2 cái thì nó cũng chết tiền ship. Cho nên em không bán 1-2 cái nha. Cứ 10 cái mới bán nha. Cái này chế quạt rất là tốt nè. Chạy những cái tem vàng này chạy được 12V. Những cái tem trắng thì chạy được từ 13V đổ lên. Đấy. Nhưng mà các bác cứ mua cái mấy cái adapter laptop ấy thì nó chạy rất là bền. Tại vì hàng đây là hàng công ty, hàng hãng, nó chống cháy nó các kiểu. Còn nó bền nhá. Ok, tiếp theo qua rổ này. Rổ này thì có 3 cái trục jack các bác. Cái này 10 cái nha, em bán hết còn 3 cái. Bắt đầu mua em thanh lý luôn á. Cái này nhìn không đã biết nó khỏe rồi nha. Hai bên hai thanh ray này, hai thanh ray trượt rồi. Ti rất là to, vít mè rất là to, vít mè bi rất là chính xác. Ở đây đi. Cái bát này là gắn con step 57 nha. 57. 57 ngắn hay dài đều được nha, tùy các bác. Chế vào hàng sale pin hay gì thì thôi rồi luôn nha. Gọt sale pin hay là chế hàng sale pin hay là chế cả ứng dụng nha. Có rất là nhiều ứng dụng nha, không chỉ hàng sale pin không. Còn động cơ step á, nó hoạt động như thế nào, bác nào không rành ấy, thì lên mạng tra hộ em nha. Hoặc mua một bộ gồm driver, luôn bộ điều khiển hộ em, bên em không có bán nha. Có bán nhưng mà ráp rất là tốn công nên em không có bán. Em chỉ bán bộ này thôi. Bộ này bây giờ em bán bằng giá nhập nha, 600k. Trước đây thì bán cho một số khách quen ấy là 700k, em lãi 100k. Nhưng mà thôi còn 3 bộ nè, em bán luôn 600k. Cái này trước khi bán ra em sẽ vệ sinh sạch sẽ cái phần rỉ sét này nha. Nó chỉ rỉ sét, nó chỉ áo một lớp ngoài thôi. Đấy, tay em khều khều nó cũng đã bong tróc bớt các bác. Sáng ra nha, nó chỉ áo một lớp ngoài, không ảnh hưởng tới chất lượng nha. Quay vẫn rất là đặc biệt, có thêm hai cái cặp lò xo cân lực để bác nào chế cái spindle lên ấy. Spindle thì nó tầm 4-5 cân thì nó sẽ khi nó xuống ấy thì nó sẽ trợ lực kéo lên. Khi các bác chạy lên ấy thì nó hỗ trợ kéo lên. Cặp này các bác mua trên Shopee thì giá tầm ngoài 100k ấy, nếu mà không có cặp này. Ok. Cái này em còn ba bộ à. Bác nào lấy hết thì em giảm. Em nói trước luôn nha. Một bộ không bao ship các bác. Giá này giá thanh lý rồi cho nên không bao ship được nha. Hàng là hàng rất là nặng. Hàng cái này tầm 4-5 cân, 5-6 cân à. Chứ cái tầm 100g, 200g thì em bao ship luôn nha. Đây, bác nào lấy được thì báo hộ em.
Còn cái này mình có 3 cái nè. Rớt rất là nhiều khách luôn ấy. Giờ chả biết bán cho khách bác nào nhé. Bác nào cũng chẳng chịu cọc hộ em nha. Bác nào cọc thì em bán nha. Chứ bây giờ bác nào cũng đòi mua. Hôm qua là gần hơn 10 bác đòi mua mà chả bác nào chịu cọc hộ em. Bác nào khách mua lần 2 thì không cần cọc nha. Bác nào khách mua lần đầu thì cọc hộ em. Cái này 200k một cái, em còn 3 cái nha. Hôm nay phân vân mãi chả biết bán cho bác nào, thôi em để lại luôn. Đấy, cái này hàng Nhật. Hàng này mới tinh nha. Tháo máy ra. Cái này các bác mua trên thị trường thì tầm 450 nha. Em thì em bán 200k. Bán thanh lý nha. Cái giảm tốc nhôm sắt chạy 24V, cái này các bạn chế xe đạp điện vẫn được nha, vẫn khỏe. Hoặc là chế các kiểu khác cũng được nha. Đây có sẵn một cái pulley. Cái pulley này không, ví dụ các bạn các bác có đi mua lên Shopee thì nó cũng đã tầm 40k. 40k cho hàng xịn nè. Hàng giỏm giỏm thì nó tầm 25k nha. Ok, tiếp tục qua đây. Hay thôi hai cái này các bác nhỉ. Hai cái này thì hai cái bộ két nước tản nhiệt loại xịn của Nhật, hãng này của Nhật. Nó gồm một bình nước như vậy cộng với một con sensor các bạn. Sensor thì mình không xài. Gồm 3 két tản nhiệt nha, 3 két tản nhiệt cộng với 3 cái quạt thổi lên để tản nhiệt. Khi chạy á, khi hoạt động á, nước nó sẽ luân phiên từ két này sang két này sang két này và hồi tiếp trở về cái bình này qua cái cổng này nha. Nó chạy bằng một cái bơm mini. Bơm mini 24V. Cái này bắt đầu xài thì em sẽ kích cho các bác luôn sẵn ra 2 giây nha. Nếu mà kích có hai cái, một cái còn bơm, cái còn bơm. Cái này hàng của Nhật. Một bộ như vậy trước đây mình bán cho những bác mà lên máy CNC để tản nhiệt spindle á. Thì cái này mình đang bán là 900 nhá, nếu mà còn đủ bơm. Còn một cái không bơm á thì 800. Đấy, cái này không bơm này. Cái bơm này em tháo ra em làm việc khác rồi. Nó không bơm. Thật ra cái bơm này thì đơn giản, các bác mua cái bơm nào cũng được á. Chỉ vừa cái ống xấu này thôi, ống lỗ phi xấu. Thì bác đút vào thì nó chạy thôi. Đấy, chứ không có vấn đề gì cả. Đấy, cái bơm hồ cá, bơm gì đây thì cũng rất là rẻ. Cái này tản nhiệt cực kỳ tốt các bác. Cái này hàng Nhật nha, ba cái này hàng Nhật chưa xì. Bao các bác xài. Nếu mà có bơm ấy thì bao con đấu nối về chỉ cấp nguồn 24V chạy thôi. Như cái này cấp vôn, cấp nguồn vào là quạt quay nè. Bơm chạy nè, bơm chạy. Đấy. Rồi tùy mỗi bác nào biết lắp thêm cái sensor gì đấy thì lắp. Còn cái sensor zin này thì nó vẫn có sẵn nha, nhưng mà em không biết xài. Tại vì nó có cái xe điều khiển riêng của hãng này. Nói chung là phần này bác tự nghiên cứu. Còn tự lắp sensor thêm, ví dụ như một cái trái, một cái bộ bơm nước ngắt tự động này, các bác mới thả vào đây luôn. Đấy, cứ thả vào trong luôn. Đấy. Thì ví dụ như khi mà nước nó cạn tới mức nào đây thì nó báo hay như thế nào đấy, còn không cứ để như thế mà xài. Ok, bộ này có luôn bơm kích chạy nha là 900, bộ này không bơm là 800. Bộ này trên Shopee đang bán tầm 1 triệu ngoài các bác. 1 triệu, như 1.650.000 hay sao, tùy shop. Có shop bán như vậy, hàng xịn nhé. Có nhiều khách xài rất là ok. Tiếp còn một ít xi lanh. Khách nào cần thì mình cân ký luôn nha. Như này cũng chả biết để làm gì nha. Toàn hàng xịn sò nha. Đủ hết mấy con mắt này. Đấy. Cứ cân ký nha. Mình mua 200k một ký thì mình cân lại 200k một ký nha. Cái này bác nào mua thì em cân 150k một ký nha. Cân luôn. Cái này tầm 2 ký nha. Ok, tiếp tục là một số bộ beta hàng xịn sò. Bộ này thì thôi cho em thanh lý cho nó nhanh. Để bán rất là lâu rồi. Bán rất là khó ra hàng. Tại vì cái này nó kén khách. Đây là cái driver hãng. Ở dưới nó
Ở đây các bạn thấy bên trong nó chạy 6 con phét rồi. 6 con phét xịn. Mỗi con đều bọc cao su cả. Nó tản nhiệt các bác, tản nhiệt qua cái đế này nè. Thì cái bo này thì bên em sẽ đấu cho các bác là một dàn công tắc gồm on off nè, đảo chiều nè, chỉnh tốc độ nè. Thế thôi hết. Đảo chiều, chỉnh tốc độ, on off, start stop. Vậy thôi các bác. Đấu ra sẵn hết nhé. Bo này là bo không ạ? Bo zin đi cùng với cái này luôn á, chứ không phải là bo nhập và lung tung. Dây rắc đủ hết rồi, dây rắc zin từ từ động cơ. Đấy, bộ Vesta. Nó là động cơ Brooklet nè, Brooklet. Nó là 100W, 2500 vòng 1 phút. Brooklet. Thì ở đây nó qua một hộp số tỷ lệ 1/1. Tỷ lệ 1/100 nha. Hộp số tỷ lệ 1/100. Cho nên á 2500 nè. 2500 mà chia 100 là còn 250. À còn 25 à? À còn 25. Còn 25 vòng, nhưng mà thực tế em lại chạy ra được không phải 25 vòng. Hình như cái này là lâu rồi em bán cho một khách chạy hình như là 45 50 vòng một phút là tối đa. Lực kéo rất là khỏe. Các bác nhìn cái cốt nó rất là to nha, cốt tiêu chuẩn. Cốt tiêu chuẩn 20 ly. Rất là nặng nha. Cái này thì ứng dụng các bác có thể chế máy xay, máy gì đấy, những cái máy ứng dụng mà lực kéo lớn ấy. Xe 4 bánh cũng được nha. Nhưng mà xe rùa, xe gì ấy, cần lực kéo ấy, chạy 24V nha. Chứ không phải xe gì chạy cần chạy nhanh, cần lực kéo hộ em. Bộ này á bảo hành 6 tháng. Nếu đấu hết chạy luôn á thì bộ này em bán là 850k ấy. Ở trên shop, một số shop Shopee bán là 1.250.000. À, 1.250.000 nha, em bán 850k bộ này nha. Giá là không bao ship nha. Khách nào mua hai bộ thì bao ship. Ngoài ra thì còn thêm một bộ nhỏ nhỏ nữa. Ngoài ra còn thêm một bộ như này. Bộ như này thì nó không có cái hộp giảm tốc các bác. Nó là động cơ Brooklet. Động cơ Brooklet nó 50W thôi, với 100W cũng 2500 vòng 1 phút. Brooklet motor made in Japan. Cái loại này thì tua ra rất là êm, chạy rất là êm. Nó kéo pulley á, cho nên nó có một cái pulley, à nó kéo curo chứ. Nó kéo dây này nè. Đấy, những cái dây mà không có mặt răng á thì cái pulley làm thì nó sẽ có độ côn. Độ côn ở giữa to nhất để làm gì? Để cái dây á nó không chạy lên chạy xuống được. Nó cứ đúng ngay cái điểm thôi. Tại vì theo cái quán tính á. Đấy, nó sẽ chạy vào điểm cao nhất. Điểm lớn nhất. Đấy, bộ này thì cũng có một cái driver đi kèm. Driver thì nó cũng giống như vậy thôi, nó không khác. Đấy, bộ này cũng có một driver như vậy đấy, y chang nhau luôn. À, có thể mình nhầm, cái driver nó bé hơn tí. Nói chung là một cái driver đi kèm. Thì bộ này thì em sẽ thanh lý giá 650 nha, hàng xịn sò, hàng made in Japan nha. 650, bao xài, bảo hành 6 tháng, bao đấu ra công tắc nè, on off, start stop, chỉnh tốc độ và đảo chiều. Tiếp theo là hai cái quạt hút Johnson & Johnson. Cái này là hãng của Mỹ. Đây, cái bo này là cái bo của cái này nha. Thì hàng em để như vậy đó, nhưng mà sau cái đó thì em sẽ test lại nha. Khách nào mua thì em sẽ test và em gửi video. Thì đó cũng là video bảo hành Brooklet motor, DC motor, driver. Hàng này hàng chính hãng, cũng có hãng Oriental. Đấy, nó cũng chạy ở đây, nó chạy cũng một dàn phét không biết mấy con, như 6 con à, phía trong này. Ok, tiếp theo là hai cái bơm không à, hai cái quạt hút. Cái này á, cái loại mà không chổi than cực kỳ hiếm các bác. Cái này không chổi than á, chạy 24V, 3 dây 3 pha. Cái này mình để dành ấy. Đa phần những cái quạt kiểu này ấy, nó đều là có chỗ thang hết nè. Còn lâu lâu gặp được hai cái, thêm một cái đây nữa là không chổi thang, chạy 3 dây 3 pha. Em đã test rồi, tua cực kỳ cao, chạy 24V,
qua IC xe điện. Cái này chế cái quạt cái gì hút thì rất là ngon. Hút ngon. Chạy tua cực kỳ cao, tua khoảng 8-9 nghìn. Đâu rồi test ngon quá để luôn các bác. Bây giờ khách nào cần mình chia lại nha. Cái này thị trường khá là hiếm à. Thôi mình bán 250k. Bao sóng động cơ test trước khi giao 250k. Chỉ đọc có 2 cái thôi. Hãng Johnson & Johnson thì rất là tốt. Ok, tiếp tục qua bên đây. Đây là đồ mình lấy về của một dự án hàng xe pin. Mà cuối cùng chắc phải thanh lý hết rồi. Đây nó có một thanh bắc qua nữa. Và mình sẽ làm một cái trục chết thẳng. Thằng bén gì nó kia kìa. Là một trục chết ở đây nha, gắn trục chết ở đây. Đấy. Thì mình làm một cái bộ hàng mini á. Giá cực tốt cho các bác nha. Lên số lượng nhưng mà cuối cùng chắc dự án này không làm được các bác. Mai em sẽ thanh lý lại cái mấy bộ này. Đấy, một bộ làm như vậy là các bác nào có xài được thì xài nha. Hàng nhôm của Nhật nha. Nhôm đã gia công bằng máy CNC nha. Chuẩn nha. Thêm một thanh ngang nữa thôi à. Thanh ngang thì em chẳng biết nó đã nằm đâu rồi. Đấy, thêm một thanh ngang nữa thôi là được như này. Đấy, một bộ như vậy bây giờ em bán cho các bác là 65k. Như lâu rồi em mua hình như 80 hay sao ấy. Rồi em mua nhiều rồi họ bớt cho em hình như 5k hay sao ấy. Nhưng mà thôi bán 65k một bộ như vậy nha. Cái này cũng hơn 1 ký nhôm ấy. Nhôm bây giờ là cũng đã 65.000 hay sao ấy. Em bán đúng giá luôn. Hơn 1 ký nha. Khá là nặng. Khách nào mua 2 bộ thì còn 60 nha. 60, 120, 2 bộ nha. Khách nào lấy hết thì thôi em để rẻ hơn nha. Ok, cái này là như vậy. Những cái cây xi lanh điện xài sử dụng step EIE. Cái này thì hành trình nó sẽ ghi lên đây các bạn. Hành trình là 50 nha. Hành trình 50. Cái này lực nâng thì mình không rõ các bác. Bác nào xài thì mua về chế cháo thôi chứ mình không rõ lực nâng nha. Cây như vậy là 250k. Nó không rất là nặng. Cây này thì trước đây mình mua cũng đắt á. Tại vì những cái trục jack thì nó nhiều, còn cái loại mà trục nâng này thì nó hiếm các bác. Nó lâu hàng về thôi em ôm ít. Khách nào mua 2 cây thì bao ship. Cây to thì 400k nha, cây nhỏ 250k nha. Cây to 350k cũng được nha. Khách nào mua 2 cây thì em bán 350k. Cây này rất là nặng, cây này khoảng 3-4 kg. Hai mươi ba phút mà chỉ chưa đi được lên tới phía trên nữa. Thôi thì chắc em làm 2 video nữa. Khách nào xem được thì xem ủng hộ hộ em. Tiếp tục qua đây thì hôm qua em làm 2 video thì cũng đã thanh lý được khá là nhiều các bạn. Cái này của Nhật các bạn. À, có một khách hỏi em là cái này của hãng nào, chạy như thế nào, bao nhiêu vòng 1 phút. Đây, hãng này là hãng Fuji Micro nha. Fuji Micro hãng của Nhật. Đặt tại nhà máy tại China, cho nên máy in China nha. Giống như đặt ở Việt Nam thì máy in Việt Nam nha. Nhưng mà tiêu chuẩn thì là tiêu chuẩn của Nhật. Loại này thì các bác chế vào phát điện khi đi ban đêm ấy, đi soi hay đi gì á. Các bác phát cái bóng led 12V thì rất là sáng nha. Mình lắp một cái gì đó vào đây mình quay. Đó. Rồi cái thanh này nè. Các bác cứ gầm tay quay á thì nó sẽ phát ra điện. Quay càng nhanh là điện càng nhiều. Lâu rồi mình test một cái ok, mình ôm một lô mà cuối cùng không có rảnh thời gian để đăng lên bán à. Thôi thanh lý lại 20k một cái. Còn vài cái khách nào mua báo nè. Tiếp tục là cái này. Cái này cũng rất là hay các bác. Cái này cũng cùng công dụng như vậy nha. Nhưng mà cái này phát điện tốt hơn nha. Mình khẳng định cái này phát điện tốt hơn.
Trước đây thì mình cũng đã bán trên Shopee, Lazada cái sản phẩm này phát điện đấy, nhưng mà đứt hàng một thời gian là cháy hàng. Thì bây giờ có lại được một ít thì mình cũng rất là ngại đăng, cứ để hoài thế hoặc là quên. Cũng bán 20k hết nha, 20k hết, hàng của Nhật, cái này hãng của Nhật, có cái tên như Tanaka hay sao đây nè, Takahata nha, mình nhớ rõ đó. Takahata nè, 24V phát 24V nè, nhựa ABS, nhựa xịn nè. Đấy, loại này là vậy. Nó phát tốt hơn, tại vì sao? Tại vì cái tỷ lệ hộp số truyền nó cao hơn. Đấy, cái bác quay nặng tay hơn, nhưng mà bù lại khi cái bác quay được á thì nó phát điện lại tốt hơn. Đấy, nó nặng tay hơn. Còn cái này nó nhẹ tay hơn. Tại vì cái tỷ lệ truyền nó thấp hơn. Đấy, rất là nhẹ tay, các bác quay phát là được. Còn cái kia thì nó hơi khó, nhưng bù lại thì cái lượng điện ra nhiều hơn. Ok, tiếp theo qua cái này. Cái này thấy hay hay mà không có biết có ứng dụng được gì không các bác. Cái này cũng 20k á. 20k. Cái này 20k như hơi lỗ ấy, nhưng mà thôi 20k. Tại vì lâu rồi bà chủ bà nó bảo là cái này nè nó có giá trị. Cho nên bà bán em hơi cao hay sao ấy. Như 30k hay sao ấy. Cũng có tầm 5-7k thôi, không có nhiều. Mua về cái em quên luôn các bác. Nay dọn kho lòi ra rất là nhiều thứ à. Bà bảo là cái trục vít con sâu này khá là đắt tiền. Thì thật, nếu mà mua mới và đặt gia công thì khá là đắt tiền. Còn nếu không dùng tới nó thì nó không đáng giá. Ok, khách nào bác mua thì cũng 20k luôn nha. 20k luôn, thanh lý hết cho xong. Cái này lạ lạ nè, cái này cũng có vài cái nè. Thôi bác nào nhiều mua em tặng luôn á. Chứ giờ cái này không biết nó chạy như thế nào nữa. À, hình như cuối cùng là ra đầu này á. Đầu này sẽ quay á. Cũng có 5-7 cái thôi, không nhiều. Bác nào mua thì 5 cái này thì em tặng cái này á. Cho nó xong á. Tiếp tục hình như 20 bộ á, cái này nè. Nếu bác nào theo dõi kênh mình thì sẽ biết nha, 20 bộ á. Mình bán cho khách nào cũng khen nức nở nè. Chứ là giá cực kỳ rẻ. Thứ hai là hàng rất là xịn sò các bác. Hàng này là hàng Nhật ấy. Cây này là 5 ký mấy 6 ký ấy. Rất là xịn nhá. Mỗi một vạch nó di chuyển 0,01 mm. Bác nào làm vi chỉnh thì rất là tốt. Ở đây nó hai cái gối à. Hai gối rất là giá trị nha. Hai gối thì có thời điểm là mình chỉ tháo đâu, hai gối mình bán đã hơn 200k, 245k trên shop. Có thời điểm mình tháo ra mình bán thôi, tại vì có khách họ cần đúng cái này thôi. Nhưng bây giờ mình thanh lý cái cây như vậy nha, 250k toàn bộ cây luôn. Trục này trục 20 25 lâu rồi, nhưng mà hình như 20 ấy, nhìn bé bé 20. Hai gối bạc đồng không rơ lắc 20. Đấy, bạc đồng. Bạc đồng thì nó chống mài mòn tốt quá. Ok, tiếp theo là cái gối như vậy. Đấy, còn hai cây. Giá này không giảm thêm, không bao ship. Cây nặng 5 ký mấy. Rulo bác nào đặt em thì đặt lại hộ em. Sắp tới em sẽ lên một lô những cái rulo cực kỳ rẻ. 20k, 30k được các bác lựa. Lấy về chế cháo. Hôm nay bán được 2 đơn. 2-3 đơn rulo. Một đơn cho một anh khách 20 cây. Cảm ơn anh khách. Còn một đơn là một anh khách 5 cây. Thì cái này khi mình cần rất là hiếm các bác. Còn khi không cần thì nó có nhé. Cái này đặt trên Shopee thì giá khá là cao. Cái này đặt ruột. Cái này nặng chịch đặt. Đấy, cái này có thể cắt ngắn được. Cắt làm 2 làm 3. Này làm rulo lăn ép. Tại vì phần cao su rất là dày. Cao su lăn ép lực. Đè lực để cho một cái vật nó di chuyển qua, nó chuyển động qua thì hiệu quả, tại vì nó cũng sinh ra được mục đích như vậy. Ok, video khá dài, chắc em làm 2 video nha. Bác nào có xem được thì xem giải trí, có đặt hàng thì đặt sáng mai bên em giao.